gan nhiễm mỡ là một tình trạng ngày càng phổ biến và gia tăng trong cuộc sống hiện đại. Chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều trị và phòng ngừa bệnh này. Dưới đây là 5 món ăn tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ, giúp cải thiện chức năng gan và giảm tình trạng mỡ tích tụ trong gan. 1. Hạt hướng dương. Hạt hướng dương rất giàu vitamin E, một chất chống oxy hóa thường được sử dụng trong điều trị gan nhiễm mỡ không do rượu. Một khẩu phần 100g hạt hướng dương có khoảng 20mg vitamin E. Ngoài ra, loại hạt này còn chứa nhiều chất xơ, góp phần thúc đẩy quá trình tiêu hóa, tăng cảm giác no và giảm thèm ăn, giúp duy trì cân nặng phù hợp. 2. Bông cải xanh Bông cải xanh chứa hợp chất nitrat và polyphenol, góp phần giảm tích tụ mỡ và chống lại bệnh gan nhiễm mỡ. Chúng hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương gan và cải thiện tình trạng viêm do mỡ trong gan. Hợp chất này cũng có nhiều trong các loại rau lá xanh khác như rau bina, xà lách và cải son. 3. Tỏi Tỏi không chỉ tăng thêm hương vị cho món ăn, mà còn hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ ở người bị gan nhiễm mỡ không do rượu. Người bệnh có thể ăn tỏi sống, nếu không quen với mùi khó chịu, có thể thử dùng trong các món xào hoặc hầm. 4. Cá hồi Cá hồi dầu axit béo omega-3 lành mạnh. Người bệnh gan nhiễm mỡ thường gặp tình trạng kháng insulin, cơ thể tạo ra insulin nhưng không thể sử dụng hiệu quả. Chất béo lành mạnh từ cá hồi có thể giúp cơ thể sử dụng insulin tốt hơn, thúc đẩy hấp thụ gluco và giảm tích tụ chất béo. Axit béo omega 3 cũng có nhiều trong cá mòi, dầu cá và dầu thực vật. 5. Nho đỏ Nho đỏ chứa resveratrol, giúp giải độc gan và kiểm soát tình trạng viêm. Chất chống oxy hóa này cũng có thể kích thích gan, sản xuất hợp chất giải độc glutathione tự thân để nhanh quá trình phục hồi và tái tạo gan, cải thiện sức khỏe gan. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.